Người chồng từ bỏ hết tài sản đi theo cô gái làm phục vụ quán cà phê, ai nấy đều giật mình trước sự biến chất của người đàn ông này và sự nhẫn nhịn của vợ. Tình nghĩa vợ chồng xưa nay là một điều thiêng liêng không đo đếm được bằng tiền. Nhưng thời đại hiện nay, có không ít người chồng ngoại tình, phụ bạc, ruồng bỏ vợ con chạy theo thú vui tình ái nhất thời. Trong một chương trình truyền hình mới đây, nữ chính chị A đã khiến khán giả xót xa vì câu chuyện về tiểu tam giật chồng. Chị A sống ở Kiên Giang, kết hôn hơn 10 năm, nhưng thời gian mâu thuẫn của hai vợ chồng chiếm phần lớn. Anh chị đã ly dị hơn 2 năm nay. Thời gian đầu cuộc sống bình thường giản dị nhưng đầy hạnh phúc, anh tỏ ra có trách nhiệm với vợ con. Chị A chưa từng hình dung một ngày nào đó chồng ngoại tình. Trước đây tôi có để ý nhưng không bận tâm vì ngành của anh ấy đặt đạo đức lên hàng đầu. Tuy anh có nhiều cuộc nhậu xã giao nhưng mỗi đêm vẫn về với vợ con. Năm 2014 tôi sinh con thứ hai, bé được 24 tháng tuổi thì tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác. Chồng và cả gia đình chồng giấu giếm việc anh ngoại tình. Một lần chị về An Giang thăm bà con, chị gọi điện cho anh hỏi tình hình các con. Một cô gái lạ nhận cuộc gọi nói rằng anh đã đưa hai con về nội và đến sống cùng cô ấy. Chị A lập tức về nhà chồng kể với mọi người anh có người thứ ba nhưng nhận lấy sự dửng dưng của mọi người. Bi kịch cho cuộc hôn nhân không dừng lại khi anh bộc lộ bản thân là người chồng đốn mặt khi gửi clip nóng của anh và nhân tình cho chị A. Chị A vô cùng sốc khi biết nhân tình của chồng là nhân viên phục vụ quán cà phê. Chị kể, nhiều đêm tôi mất ngủ nên gọi cho anh. Tôi sốc nặng khi anh nói rằng người phụ nữ ấy có cơ thể quyến rũ hơn tôi. Anh gửi clip quay cảnh hai người ôm ấp ân ái cho tôi xem. Tôi không tin vào mắt mình rằng đây do chính người chồng của mình gửi. Tuy nhiên tôi tin họ sớm chia tay bởi cô gái ấy là gái bán hoa và đến với anh vì vật chất. Khi ấy chị A tuy đã hết tình nhưng chưa cạn nghĩa, quyết không đi thưa việc anh ngoại tình vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của chồng. Chị muốn cả hai thuận tình ly hôn, sau đó mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Hai năm sau đó, cô gái kia bỏ anh đi. Chị A quen với cuộc sống bình yên nhưng đôi lúc chạnh lòng khi các con liên tục nhắc về ba. Anh vẫn tới lui thăm và đưa các con đi chơi. Thỉnh thoảng tôi mời anh đi ăn với hai con, sau đó ai về nhà nấy. Ngày rằm vừa rồi tôi tổ chức đi chùa, hai con đòi có ba mới chịu đi. Tôi để chúng gọi cho ba, đi chơi nguyên một ngày như một gia đình nhưng chúng tôi hiện tại sống vì con thôi, chị A thú nhận. Đến cuối chương trình, chị A tâm sự chỉ mong sau này ba mẹ con chị có được sức khỏe, sống đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Chị mong những người phụ nữ đã mang trong hoàn cảnh tương tự luôn giữ được sự bình tĩnh, nghĩ đến bản thân và gia đình trước tiên. Các nhà nghiên cứu tâm lý đã đưa ra những lý giải cụ thể dẫn đến việc một người quyết định tìm kiếm hương vị mới cho đời sống tình cảm. Robert Weiss, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân, đã chỉ ra một thực tế: nhiều đàn ông đã kết hôn, dù gia đình hạnh phúc vẫn ngoại tình. Nghiên cứu của ông chỉ ra, đôi khi đàn ông lừa dối không phải vì họ không hài lòng với hôn nhân hiện tại, đơn giản họ ngoại tình chỉ vì họ cho phép bản thân làm như vậy. Dù hành vi ngoại tình trong mắt xã hội là điều đáng lên án, đối với đàn ông nó không liên quan nhiều đến tình yêu và sự quan tâm của họ dành cho gia đình. Robert Weiss nhấn mạnh, đàn ông nghĩ, đúng tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình, tôi vẫn là người bố người chồng tốt. Điều duy nhất những người đàn ông này không chịu hiểu là vợ họ sẽ không nghĩ giống như họ. Kết luận của Robert cho thấy những người đàn ông ngoại tình đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng từ hành vi của họ đối với bạn đời.